Hồng Diễm, Lê Phương, hai chị đẹp chuyên vai hiền lành cam chịu của màn ảnh Việt. Đều đã bước vào tuổi 40 nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung xinh đẹp. Hạnh phúc bên ông xã qua hai thập kỷ, Hồng Diễm vẫn giấu chồng trước truyền thông. Lê Phương từng qua một lần đò, nay hạnh phúc bên chồng kém 7 tuổi. Cả hai chị đẹp đều có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Nhưng nay gặp nhiều trở ngại vì đóng khung hình tượng quá lâu. Thì Lê Phương được liệt vào cái danh sách là cứ nhìn thấy đó là nữ hoàng giai khổ, cứ thấy Lê Phương là thấy khổ, thấy khóc. Cái chị cái dáng người ấm ấm mà mặc đồ bà ba nghèo nghèo khổ cầm nón lá rách mà khóc khóc lại biết chị Lê Phương. Hồng Diễm và Lê Phương đều là những mỹ nhân quen thuộc của màn ảnh Việt. Một người thì chiếm lĩnh sóng phim giờ vàng, một người thì thường xuyên góp mặt trong các dự án phim của miền Nam nhưng đều rất hay đóng các vai hiền lành cam chịu. Nhưng cũng nhờ điều này mà độ nhận diện của Hồng Diễm và Lê Phương ngày càng cao hơn, thậm chí cứ nhìn thấy hai người trên phim là biết sắp có bi kịch. Qua rất nhiều tác phẩm, Hồng Diễm và Lê Phương được khán giả vô cùng yêu mến. Họ cũng khá tò mò về cuộc sống đời thường của cả hai, chỉ biết hai nữ diễn viên đều đã có gia đình. Hồng Diễm kết hôn từ khá sớm, năm 25 tuổi cô đã lên xe hoa và tính tới nay đã bên ông xã được hai thập kỷ. Nữ diễn viên cùng chồng có với nhau hai người con, dù bên nhau đã lâu nhưng tình cảm vẫn rất gắn bó, gia đình vô cùng hạnh phúc. Chỉ một điều duy nhất làm khán giả tò mò, đó là dù đã nhiều năm trôi qua, song Hồng Diễm vẫn giấu chồng. Có phần lận đận hơn là Lê Phương, cô lỡ một lần đò với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cả hai có chung một người con là bé Cà Pháo. Thời điểm hiện tại, Lê Phương đã tìm được cho mình bến đỗ mới bên nam ca sĩ Trung Kiên, kém cô 7 tuổi. Tuy chênh lệch tuổi tác một chút, nhưng Trung Kiên rất quan tâm, chăm sóc và cưng chiều Lê Phương. Cả Hồng Diễm và Lê Phương đều là phụ nữ có chồng, cũng đều quanh ngưỡng 40 tuổi, song nhan sắc của cả hai vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung. Hồng Diễm ngoài đời cực kỳ sành điệu, lên video nào là đẹp video đó. Chỉ có điều dạo này phong độ trên phim của cô không được ổn định. Gần nhất khi tham gia đóng chính trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim, nữ diễn viên bị chờ ê cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Trong khi đó, Lê Phương ở ngoài đời cũng rất chăm chỉ đầu tư cho bản thân. Nữ diễn viên từ trên phim đến đời thực đều mang phong cách dịu dàng, thanh lịch. Sau Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lê Phương tham gia nhiều dự án nhưng chưa có bộ nào thật sự nổi bật. Dù vậy, khán giả vẫn rất yêu thích diễn xuất của cô. Cả Hồng Diễm và Lê Phương đều từng làm fan phải lo lắng bởi việc đóng khung nhân vật hiền lành cam chịu có thể khiến cả hai bị nhàm chán trong mắt khán giả.